xe cậu nó có màu vàng này. Cậu chỗ cậu nó có màu vàng nguyên luôn. Ô thiếu một ít nước đây, là đây. Không sao chứ, nó không đi được. Nó đi được chứ không phải bánh bên này. Cái chỗ này là ngự mà. DCU của mình nhá. Để mình có nước bạc. Rồi mình đập nước bạc cho cụ thể nhá. Rồi nước ván, nước cương, nước cương, nước cương, nước gì mà mình có nhỉ? Chắc hẳn là mình. Rồi, thì cái chán á. Rồi, mình cứ hai xe này áp vào dưới ghi cái xe kia. Mà nó to nhất. Không, không to. Nó không. Nó không. Không xe nào không to bằng nó. Nhưng những xe này bằng to nhất. Nhưng những xe này là không to. Một cái xe to bằng to nhất. Mặt đâu
cái đầu mình cười thật. Cái xe này là hạng trong nhất. Các bạn biết bạn mình nhá, hoặc là hỏi người thân comment cho mình biết nhá. Chực mặt xe ô tô bằng nước, ai xe ô tô không có xăng nước biển chích nước xăng nước rồi cả sao này nó nhầm. Chỗ này giống như mảnh tinh quá. Rồi, xe tiếp theo.